hãy đăng ký kênh thay đổi để thành công để cập nhật các tin tức mới nhất từ dự án p network ppride nền tảng tiện ích quan trọng trong hệ sinh thái p network đã đạt được cột mốc quan trọng với việc được cấp giấy phép hoạt động tại việt nam sự phê duyệt theo quy định này tạo tiền đề cho ppride mở rộng dịch vụ của mình và giới thiệu các chức năng nâng cao cho người dùng p network trên toàn quốc trong một động thái chiến lược Copyright có kế hoạch tận dụng thông tin công ty để đăng ký nhãn hiệu với những gã khổng lồ công nghệ hàng đầu như Google và Apple. Sáng kiến này nhằm mục đích hợp lý hóa việc phổ biến các tính năng của Pi Network tới người dùng, đảm bảo trải nghiệm liền mạch trên nhiều nền tảng khác nhau. Một trong những mục tiêu cốt lõi của Pi là tạo ra các kết nối mạnh mẽ giữa mạng Pi và các mạng blockchain khác. Mục tiêu này sẽ thành hiện thực sau khi ra mắt mạng chính của Pi Network. Nơi Pyrai dự định tăng cường khả năng tương tác và tạo điều kiện cho sự tương tác liền mạch giữa những người tiên phong của Pi Network và hệ sinh thái blockchain đa dạng. Với công nghệ chuỗi khối đang phát triển trên toàn thế giới, nỗ lực của Pi nhằm kết nối mạng Pi với các chuỗi khối khác đã sẵn sàng thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới trong cộng đồng tiền điện tử. Triển vọng kết nối với nhiều chuỗi khối sẽ mở ra những con đường mới cho những người tiên phong của Pi Network cho phép họ khám phá vô số ứng dụng và tham gia vào các giao dịch xuyên chuỗi. Việc cấp giấy phép cho p tại Việt Nam nhấn mạnh sự cống hiến của nền tảng này trong việc mở rộng phạm vi toàn cầu và cung cấp các dịch vụ có giá trị cho người dùng P-Network trên quy mô toàn cầu. Thành tích này không chỉ nhấn mạnh uy tín của p mà còn nhấn mạnh sự thừa nhận ngày càng tăng của công nghệ blockchain và tiềm năng của nó trong lĩnh vực kỹ thuật số của Việt Nam sẵn sàng đảm nhận vai trò then chốt trong quá trình phát triển đang diễn ra của hệ sinh thái p network trao quyền cho những người tiên phong khai thác lợi ích của khả năng tương tác blockchain và đi sâu vào vô số cơ hội ở phía trước khi mạng chính p network sắp ra mắt cộng đồng tiền điện tử háo hức mong đợi sự ra mắt các khả năng nâng cao của ppride và khả năng tích hợp liền mạch của nó với các mạng blockchain khác với cam kết kiên định về đổi mới và hợp tác tpry sẵn sàng để lại dấu ấn lâu dài trong bối cảnh năng động của công nghệ blockchain tpry là một nền tảng tiện ích hoạt động trong hệ sinh thái p network mục đích chính của nó là nâng cao khả năng tương tác của mạng p và cho phép những người tiên phong tương tác với các mạng blockchain khác với trọng tâm là mang lại trải nghiệm liền mạch và thu hẹp khoảng cách giữa các nền tảng khác nhau tpry tìm cách trao quyền cho người dùng p network và góp phần vào việc áp dụng rộng rãi hơn công nghệ blockchain Hiện tại Pi vẫn chưa lên sàn giao dịch nên mọi người khai thác bằng cách kích tia xét mỗi ngày, hạn chế mua bán Pi ở các sàn giao dịch chợ đen tránh mất tiền oan. Chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống, chúc cộng đồng Pi Network ngày càng phát triển và thành công.